Đây mấy mẹ con bà cháu đi chùa. Nào đội nón luôn nè. Rồi đi đi, là đẳng ấy đi, không quay cho. Thẳng lên. Thẳng lên vừa trúng người ta. Đây mày cầm hết. Đây đây, ông sửa lại cho. Đội gì kỹ quá. Rồi. Đã trước đi. Bi nhìn fashion quá Bi. Đó, bữa nay là dắt mấy cháu đi chùa luôn. Thì bữa nay là mùng 5 các bạn, cho nên là đã ít người hơn hơn bữa rồi ha. Từ từ quay qua đây Út chụp cho nha, quay qua đây nè mẹ Di, quay qua đây.